Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Blog Của Hải nha. Thì nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật dự án đó là Over Wallet nha các bạn, tức là Over Protocol nha. Thì hiện tại khi mà các bạn đăng nhập vào khai thác á, thì các bạn thấy có cái dòng chữ là Welcome to Open Beta Testnet, tức là hiện tại nó đang trong giai đoạn đó là thử nghiệm cái testnet nha các bạn. Thì các bạn vào trang Twitter của nó nha, nó có một số cái thông báo như sau. Đây thì đây là trang Twitter của dự án Over Protocol nha các bạn, thì nó đề cái chữ luôn là Open Beta Mainnet nè. Còn phía bên dưới là hiện tại nó đang chạy nốt nè các bạn nè. Thì cái cộng đồng nốt của nó lên tới 30.000 thành viên nha các bạn. Một cộng đồng chạy nốt khá là lớn đó các bạn. Đây là chạy nốt nha. Và hiện tại bên dưới nó cũng có những cái thông báo đó là chạy mạng thử nghiệm nè các bạn nè. Hiện tại là nó đang chạy mạng thử nghiệm nhưng mà mạng thử nghiệm testnet thôi nha các bạn. Đây, nó có một số cái thông báo chúng ta hiểu đơn giản là nó đang trong giai đoạn đó là thử nghiệm testnet đó các bạn. Thì hiện tại cái này thì một dự án đến từ Hàn Quốc nha các bạn. Dự án kêu gọi vốn rất là cao đó các bạn. Thì hiện tại nó đang trong giai đoạn đó là beta testnet nha các bạn. Thì khi mà mỗi thứ hoạt động trơn tru thì nó sẽ triển khai giai đoạn mainnet nha. Thì hiện tại chúng ta vào cái app khai thác này á, thì cái nó khai thác khá là đơn giản các bạn. Bạn nào mà chưa biết đăng ký tài khoản hay là khai thác như thế nào á, thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận nha, để mà xem lại video hướng dẫn của mình nha các bạn. Rồi khi mà các bạn đăng nhập vào ứng dụng á, các bạn kéo xuống dưới nè, ở đây nó có cái chữ claim now nè, thì các bạn bấm vào để mà các bạn nhận nha. Mỗi một ngày các bạn vào, cái này không phải 24 giờ đâu các bạn, mà mỗi một ngày các bạn vào các bạn claim nha. Và cái claim này á, chúng ta nhận được cái điểm bon nè, và cái điểm này là ngẫu nhiên nha các bạn. Đây như mình là được 93 điểm nha, nhưng có khi là được tới 200 điểm đấy, còn có khi chỉ được 70 mấy điểm thôi các bạn. Tức là cái này là ngẫu nhiên, không phải ai cũng như ai đâu các bạn. Rồi tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái ô này nè. Rồi các bạn bấm cho mình cái phần này để mà chúng ta trả lời những câu hỏi nha. Hàng ngày chúng ta vào chúng ta cũng trả lời những câu hỏi để mà nhận thêm cái điểm bon nha các bạn. Thì các bạn bấm vào cái chữ Start Today With nè. Khi mà các bạn bấm vào thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này nha các bạn. Đấy, câu hỏi này thì các bạn sử dụng Google dịch để mà các bạn dịch ra để mà trả lời nha. Thì ở đây thì mình cũng trả lời đại thôi các bạn, tiếng Anh mà. Đấy, như mình là mình trả lời sai nè, nó cho chúng ta trả lời lại nè. Chúng ta cứ trả lời thôi các bạn. Đấy, trả lời đúng thì được cái đồng Over Protocol nha các bạn. Mà các bạn sử dụng Google dịch nha, các bạn làm cho nó chính xác. Của mình ở đây mình làm video cho nên mình tranh thủ thời gian mình trả lời đại thôi các bạn. Đấy, mỗi một ngày là các bạn vào bấm nhận claim một lần nè, rồi các bạn vào trả lời câu hỏi một lần nè. Rồi phía bên dưới có cái mà friend kẹt nè, tức là các bạn đi mời bạn bè đó, mời bạn bè thì sẽ được cái kẹt đó, chúng ta sau này sẽ có giá trị nha các bạn. Đây, các bạn có thể share your link nè, thì các bạn có thể lấy cái đường link này để đi mời bạn bè nha các bạn. Rồi ngồi ra thì các bạn bấm vào cái phần sự thắc kinh nè. Ở đây á, thì các bạn có thể gửi sự thắc kinh, các bạn có thể gửi vào để các bạn nhận thêm cái đồng Over Protocol nè. Thì bên dưới nó có cái hình con heo này các bạn nè, tức là chúng ta kiểu như chúng ta gửi tiết kiệm đó, chúng ta khóa một phần cái Over Protocol chúng ta lại, cái điểm bon nè chúng ta khóa lại để mà hàng ngày á chúng ta vào chúng ta claim cái nhận thêm cái đồng bon nha các bạn. Đây thì ở giao diện đăng nhập như thế này nè, các bạn thấy hình con heo nè. Khi mà các bạn đây như hình con heo là mỗi một ngày các bạn vào các bạn có thể claim cái mà gửi sự tắc kênh nè, kiểu gửi con heo gửi để nhận lãi đó các bạn. Rồi ở đây chúng ta có cái ví Over nè các bạn nè. Thì hiện tại ở đây nó có cái ví nè, rồi có cái bảng xếp hạng nè các bạn nè. Đấy, nó hiện ra ở đây nha. Rồi tiếp theo đó là trang cá nhân của các bạn, thì các bạn có thể đổi ngôn ngữ. Ở đây thì nó chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn thôi các bạn. Dự án này là dự án của Hàn Quốc nha các bạn. Thì những dự án của Hàn Quốc á, từ trước tới giờ á, thì nó là rất là khó thành công nha các bạn. Nhưng mà đây là một dự án mình cảm thấy là tốt nhất trong những dự án từ trước tới giờ mà chúng ta nên khai thác đó các bạn. Đấy, thì hiện tại cái thằng này khai thác đơn giản vậy thôi các bạn. Mỗi một ngày chúng ta vào claim bên dưới nè, rồi chúng ta đi mời bạn bè nè, rồi chúng ta trả lời câu hỏi để mà nhận cái điểm bon nha. Thì hiện tại nó đang trong giai đoạn đó là testnet beta nha các bạn. Cho nên các bạn, đây là một dự án mình cảm thấy khá là tiềm năng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nha. Và tất cả mọi đường link đăng ký cũng như là video hướng dẫn các bạn đăng ký mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký vào quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.